Một thông tin vui đối với những bệnh nhân tiểu đường. Các nhà khoa học của Hàn Quốc và Việt Nam vừa phát triển 9 hoạt chất mới trong cây dây thiều canh ở nước ta, có tác dụng rất hiệu quả trong việc điều trị đái tháo đường. Nghiên cứu này mở ra triển vọng tự thúc các loại thực phẩm chức năng, dược phẩm điều trị tiểu đường, thay vì là phải nhập khẩu một khối lượng khổng lồ từ nước ngoài. Và cùng với đó thì người bệnh cũng được dùng thuốc với giá thành rẻ hơn. Đây là trang tạp chí danh tiếng hàng đầu thế giới Phytochemistry. Đầu tháng 3, tạp chí này công bố nghiên cứu của hai giáo sư Chun Ho Lee, Won Keo, Đại học Quốc gia của Hàn Quốc và nhà khoa học Hoàng Minh Châu về việc tìm ra 9 chất mới trong dây thiều canh của Việt Nam. Điều đặc biệt là 9 chất mới này chỉ tìm thấy ở dây thiều canh được trồng ở Hải Hậu Việt Nam, không có trong dây thiều canh của Ấn Độ, Trung Quốc, hai quốc gia cung ứng thuốc trị tiểu đường cho cả châu Á. Ức chế cái enzyme PTP1B và enzyme này là gây tăng đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường. Thứ hai là gây tăng hấp thu gluco vào tế bào, do đó làm giảm đường huyết đối với người bệnh tiểu đường. Đây là cơ chế để mà điều trị bệnh đái tháo đường type 2. Nó có cơ sở chứng minh rằng dây thiều canh chứa những hoạt chất điều trị tiểu đường và giúp chuẩn hóa cho dược liệu đầu vào cũng như sản phẩm, giúp giảm điều dùng. Còn đây là vùng trồng dây thiều canh ở xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Nhờ thiên nhiên ưu đãi mà dây thiều canh cứ thỏa sức vươn ngọn. Các loại thuốc bảo vệ thực vật hầu như không bao giờ phải dùng đến. Làm thủ công, còn nếu mà phun thuốc diệt cỏ thì nó sẽ hại cho cây mà cũng ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Đây là một trong số ít vùng trồng dược liệu đạt tiêu chuẩn trồng trọt và thu hái dược liệu theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới GACP, WHO do Tổ chức Phi Chính phủ Health Vitas Thụy Sĩ giám sát. Thời điểm thu hái phải đạt hoạt chất cao nhất thì cái đấy cũng đã là một trong yêu cầu rất quan trọng trong tiêu chuẩn GACP. Đến quá trình sơ chế thì trong ngày người dân phải sơ chế từ các cái khâu rửa, cắt và sấy, phơi sấy đấy cũng phải tuân thủ các nguyên tắc và sau khi đó thì đóng bao. Thì tôi cho rằng là về mặt kỹ thuật là vùng này hoàn toàn đáp ứng được các cái nguyên tắc của BioTrace. Biết được công dụng chữa bệnh đái tháo đường của dây thiều canh, không ít người dân đã tự ý mua hàng trôi nổi ngoài chợ về sắc nước uống hàng ngày. Tuy nhiên, họ đâu biết rằng những lá dây thìa canh úa vàng như thế này hầu như không còn dược tính, hoặc lá thì ít mà cành thì nhiều, không có tác dụng chữa bệnh. Cùng với đó, nguy cơ hạ đường huyết là khó tránh khỏi vì liều dùng thất thường. Nếu mà dây thìa canh trôi nổi thì có thể nhiễm những cái chất bảo vệ thực vật hay là những cái chất mà không tốt. Qua cái quá trình chiết xuất thì có thể kéo tối đa hoạt chất ra. Và cái thứ ba là chúng tôi sử dụng một cái công nghệ là loại đi các cái thành phần tạp kéo theo trong quá trình chiết xuất để làm giàu cái hoạt chất trong cái cao toàn phần của dây thiều canh. Và viên thuốc đó là những cái sản phẩm mà đã được làm nên từ những cái nguyên liệu mà tinh chế đó. Việt Nam hiện nay có trên 5 triệu người mắc bệnh đái tháo đường. Con số thực tế còn cao hơn nhiều vì số người mắc bệnh mà chưa phát hiện. Họ phải dùng thuốc suốt đời. Những ngọn dây thìa canh đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới cùng nhiều dược chất quý cứ vươn dài, vươn cao, đón ánh nắng mặt trời, trao tặng hy vọng về những viên thuốc tiểu đường tốt sản xuất tại Việt Nam.